Sáng ngày 10 tháng 10, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 9 đến sáng ngày 10 tháng 10, tại địa phương có mưa rất to với lượng mưa từ 150 đến 350mm, có nơi cao hơn như Hồ Trùi 451mm, Thủy Yên 360mm. Lúc 7 giờ sáng nay, mực nước tại Hồ Thủy Điện Hương Điền là 54,08m, Hồ Thủy Điện Bình Điền là 70,99m, Hồ Thủy Điện A Lưới là 553m và Hồ Tả Trạch là 31,8m. Hiện Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành lệnh vận hành điều tiết Hồ Tả Trạch, Hồ Thủy Điện A Lưới, Hồ Thủy Điện A Linh B1 và Hồ Thủy Điện Hương Điền. Cũng theo Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn đêm ngày 9 và rạng sáng ngày 10 tháng 10 đã làm tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua Lộc Trì bị ngập úng cục bộ. Các lực lượng đã túc trực phân luồng giao thông.